Xin chào mừng toàn thể quý vị lại quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tăng Cảng. Và hôm nay Thái Học lại gửi đến cho quý vị mẫu xe Fortuner 2019 màu trắng đây quý vị. Mã dầu số sàn đi 45.000 cây. Xe này cực kỳ đẹp nha quý vị. Xe cam kết cho cô chú anh chị không đâm đụng, không ngập nước. Và xe này còn bảo hành cho cô chú anh chị đến năm 2023 quý vị. Xe này còn bảo hành toàn quốc, cô chú anh chị mua xe yên tâm nha. Xe này đã được đại lý Toyota Tăng Cảng thu rồi và đang trong quá trình dọn kiểm tra 176 hạng mục theo tiêu chuẩn Maruri để cho bà chào bán cho cô chú anh chị. Và giá niêm yết xe này là 945 triệu luôn nha cô chú anh chị, giống như xe màu xám của Học vừa quay á. Đó, thì sản phẩm này đã được chủ xe lót sàn nè. Đó. Lót sàn, bọc ghế da. Đó, xe này thì mọi thứ nó còn nguyên bản hết trơn nha mọi người. Rất là đẹp. Xe này còn bảo hành nè cô chú anh chị ha. Đúng chắc 45.000. Mấy cái vỏ còn zin hết á. Thì phải Học quay sơ bộ gửi đến cho cô chú anh chị nè. Ở ghế da thì phối hợp giữa màu nâu với màu đen. Ở cơ bản thì xe này về bên Học chưa có rửa nhưng mà nó còn rất là sạch sẽ nè. Tuy nhiên sạch thì sạch nhưng mà bên Học khi mà giao cho cô chú anh chị cũng phải làm xong cái gói Maruri, việc khử khuẩn mùi tất cả cho cô chú anh chị nha. Đó, cái tấp bi cửa nè quý vị, nó còn mới tinh nè, xe 2019 thì 45.000 cây. Mà biết giữ xe đẹp lắm. Đó, xe này cơ bản về thì bên Học kiểm tra hiện tại thì chưa thấy một cái dấu chạy xước nào cả. Có thể là xe này vô dọn rửa đánh bát thôi vậy ạ. Vì chiếc xe này Học đã đi gần hết một vòng rồi nè. Thì cái lúc mà Học vừa ra, Học cầm cái bảng giá trên tay á và thông tin km á, thì Học quay cho cô chú anh chị là Học chưa kiểm tra trước luôn á cô chú anh chị. Mọi chi tiết 2019 thì Học xin phép lướt nhanh nhanh qua luôn ha. Mấy cái này nó còn như mới á, không có gì phải quay hết. Nói chung thì cam kết với cô chú anh chị thì xe y như thực tế giống như trên clip mà Học quay cho cô chú anh chị á. Bên Học là Toyota Tăng Cảng chính hãng nha. Phần gầm đấy vậy, cùng mới tinh nè. Xe này bên Học về là Maruri, ra phần gầm nó đang nó lòi cái nước sơn zin ra ở đây vừa lòi rồi, nhìn ghen liền. Nói chung là mọi chi tiết trên xe này nó còn hầu như là rất là ok. Đó. Nó rất đẹp. Đó mấy bạn, rất đẹp ha. Kế bên đây là Fortuner 2017. Đó, Fortuner 2017. Bên đây là 2018, 18 đi 68.000 cây, giá 905 triệu màu bạc đó vậy. Đó, xe này Học quay cho cái clip trước rồi nè, tới xe này clip sau. Đó, mấy xe này đang trong quá trình dọn dẹp Maruri, kiểm tra 176 hạng mục cho cô chú anh chị rồi. Đó, để cấp được cái giấy chứng nhận của Toyota cho cô chú anh chị ha. Đó, xe này thì còn hỗ trợ trả góp lên đến 5 năm cô chú anh chị, từ 5 tới 6 năm. Đó. Còn 70% giá trị xe, nói chung mọi chi tiết nó còn mới tinh. Container là độ bền nó rất là cao. Thôi mà xe này 2019 thì cũng mới đây thôi, nên là cái điều mà mới thì không tránh khỏi được cô chú anh chị ạ. Nói chung thì xe này á, về máy móc hộp số thì cam kết còn nguyên zin ha. Cô chú anh chị mua những cái xe mà giá trị cao như thế này á, thì cô chú anh chị nên lựa những cái chỗ uy tín hoặc là mình biết coi xe đó, để tránh được những cái rủi ro mà bị lừa những cái xe đó thì lại không hay nha cô chú anh chị. Rồi, Fortuner 2018 đây, 2018, máy dầu, số sàn, xe nhập, 7 túi khí, 4 cái đĩa, màu bạc, cũng mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe này cũng cực kỳ đẹp quý vị. Ở xe này cũng phim cách diệt, viền xe mưa, ghế da đồ cho cô chú anh chị đầy đủ ha. Đặc biệt xe này có cái camera hành trình nè, rồi màn hình DVD nữa. Nói chung mọi thứ trên xe này còn mới tinh, 4 cái vỏ zin, ghế da này đã trường tôi trước lên nè. Bốn cái vỏ xe này cũng còn zin theo xe luôn á, hai tầng thứ 25 2018. Xe này thì Học có kiểm tra rồi. Fortuner. Xe này rất đẹp ha. Camera da nè. Nói chung mọi chi tiết 2018 2017 nó như nhau thôi, Fortuner mà. Nói chung mấy cái đời này thì nó còn mới tinh thì chúng ta giữ kỹ nó không có xuống sắc đâu các bạn. Còn rất là đẹp. Nó gầm ghế còn rất là ok. Rồi, ok cô chú anh chị ha. Có cảm thấy sản phẩm nó phù hợp hay liên hệ cho Học ha, để Học tư vấn cho cô chú anh chị. Đó, nội thất ở bên trong nè. Rồi, 2017 thì khách Học mới cọc rồi cô chú anh chị, nên Học xin phép lướt qua ha. Dạ, thì Thái Học xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học xin một lần nữa xin kết thúc video tại đây. Học xin nhắc lại Fortuner 2019 thì giá là 945, 2018 thì 905, 2018 anh chị lại cân nhắc ha, hai chiếc
Một lần nữa thì Học xin kết thúc video tại đây. Xin chào, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các clip sau. Xin chào.